đang mất ngủ, mất thăng bằng khi vận động, bạn sống chung với rối loạn tiền đình đã nhiều năm. Đừng lo, hàng trăm người đã chữa khỏi thành công nhờ sử dụng bộ ba thuốc dược thảo Bilove từ Mỹ. Những cơn chóng mặt ghé thăm bạn thường xuyên, mới đầu thoáng qua nhưng sau đó tăng dần. Bạn cảm thấy thăng bằng không vững, người lâng lâng như say rượu. Bạn có cảm giác đầu óc không minh mẫn, khó tập trung, thị lực giảm sút, sợ ánh sáng. Bạn cảm thấy đau đầu, hoa mắt, ù tai, đôi lúc còn khiến cho bạn ngất xỉu. Nếu bạn gặp những triệu chứng trên, 90% là bạn đã bị rối loạn tiền đình. Những nghiên cứu cho thấy tỷ lệ mắc rối loạn tiền đình ở người trưởng thành là 7,4%. Bệnh rối loạn tiền đình phổ biến gấp 3 lần ở người cao tuổi và tỷ lệ phụ nữ cao gấp 3 lần so với nam giới. Tiền đình là một cơ quan nằm tại vị trí ở phía sau hai bên ốc tai. Đây là một hệ thống có vai trò quan trọng trong việc giữ thăng bằng cho cơ thể. Từ duy trì tư thế, dáng đi cho đến các hành động khác của tứ chi, đầu và thân mình. Cơ quan tiền đình được điều khiển bởi các nhóm thần kinh cao cấp nằm trong não bộ, quan trọng là dây thần kinh số 8. Bệnh rối loạn tiền đình xảy ra do dây thần kinh số 8 bị tổn thương, khiến cho rối loạn thông tin và thông tin truyền đến hệ thống tiền đình bị nhiễu loạn, sai lệch làm cho cơ thể mất thăng bằng gây ra chứng rối loạn tiền đình. Rối loạn tiền đình xảy ra ở những người bị mạch máu tắc nghẽn như huyết áp thấp, thiếu máu não. Những người căng thẳng, stress kéo dài là tác nhân gây tổn thương hệ thần kinh. Ảnh hưởng của các bệnh viêm dây thần kinh, u não, viêm tai giữa, viêm đầu thống. Hay môi trường sống ồn ào, các âm thanh làm nhiễu loạn tai. Hoặc thói quen sinh hoạt sử dụng nhiều rượu bia, các chất kích thích. Không chỉ gây mất tập trung vào công việc và cuộc sống, nếu bạn không điều trị kịp thời và đúng cách, tình trạng rối loạn tiền đình sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống não đồ, gây ra tình trạng ù tai, suy giảm khả năng nghe, nếu kéo dài sau một thời gian gây ảnh hưởng lớn đến thính lực, trường hợp nặng còn có thể gây điếc đặc. Khi thông tin liên lạc được truyền đạt tới não bộ bị chậm trễ hoặc sai sót thì sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến trí nhớ và gây ra một số căn bệnh liên quan đến trí nhớ như Alzheimer, Parkinson. Nguy hiểm hơn còn có thể khiến vùng não bộ ngừng hoạt động, từ đó sẽ dẫn đến bệnh thiếu máu lên não, tai biến mạch máu não và u não gây đột quỵ, tử vong. Bạn sử dụng các loại thuốc tây để điều trị sẽ giảm nhanh các triệu chứng, khiến người bệnh cảm thấy giảm đau, giảm mệt mỏi sau khi sử dụng thuốc. Tuy nhiên tác dụng không lâu và dễ xảy ra các tác dụng phụ. Hoặc một số loại thực phẩm chức năng chỉ có tác dụng hỗ trợ trong giai đoạn đầu. Để điều trị rối loạn tiền đình hiệu quả, bạn nên chọn cho mình một phác đồ điều trị hợp lý với mục tiêu điều trị như sau. Thứ nhất, tăng cường được lưu lượng và chất lượng dòng chảy của máu đến não. Thứ hai, loại bỏ các triệu chứng đau đầu, chóng mặt do rối loạn tiền đình gây ra. Thứ ba, giải tỏa căng thẳng và làm dịu hệ thần kinh. Bilora mang đến cho bạn giải pháp mới bằng bộ ba thuốc dược thảo Bilora từ Mỹ, bao gồm thuốc dược thảo điều hòa tuần hoàn máu Halton Extract từ lá, hoa và quả táo gai. Với các thành phần từ lá và hoa táo gai có tác dụng tăng cường lưu thông máu, co bóp cơ tim khỏe mạnh, đồng thời ổn định huyết áp. Chiết xuất 2,2% flavonoid có tác dụng loại bỏ cholesterol có hại, ngăn ngừa xơ vữa động mạch gây nứt vỡ mạch máu, đồng thời phòng chống tai biến, đột quỵ. Thuốc dược thảo tăng cường máu lên não Ginkgo Biloba với các thành phần từ lá cây bạch quả, 24% Ginkgo flavonoid glycoside có tác dụng tăng lưu lượng máu lên não và tứ chi, cải thiện trí nhớ và sự nhạy bén tinh thần. 6% terfenylalanine có tác dụng ngăn chặn quá trình oxy hóa làm nứt vỡ mạch máu, tăng độ minh mẫn cho trí não, đồng thời tác dụng mạnh trong việc loại bỏ chóng mặt, ù tai. Thuốc dược thảo chống căng thẳng Serenity Formula với các thành phần từ sâm Ấn Độ giúp bảo vệ hệ miễn dịch, ngăn thoái hóa tế bào não, ngăn chặn cholesterol xấu, đồng thời chống thiếu máu. Thành phần từ sâm Tây Bá Lợi Á giúp chống thoái hóa và cải thiện chức năng của não, tăng khả năng tập trung trí tuệ, tăng trí nhớ, tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể. Thành phần từ khoa oải hương giúp làm dịu hệ thần kinh, chống căng thẳng, thư giãn não bộ. Và thành phần từ cây rễ vàng giúp cải thiện chức năng nhận thức ở những người mệt mỏi, giúp thúc đẩy tuổi thọ, giúp cơ thể loại bỏ tình trạng mệt mỏi, suy nhược cơ thể, chán nản, giấc ngủ không ngon. Chất lượng sản phẩm được quyết định bởi nguồn nguyên liệu chuẩn hóa an toàn từ thiên nhiên. Tập đoàn Interfactor đã nghiên cứu vùng trồng dược liệu lớn nhất Canada. Những nguyên liệu được gieo trồng, chăm sóc, lựa chọn rất kỹ càng. Ứng dụng công nghệ chiết xuất tiên tiến, dây chuyền sản xuất hiện đại đạt tiêu chuẩn chất lượng Mỹ và tuân theo quy trình kiểm soát chất lượng đạt tiêu chuẩn FDA. Bộ ba thuốc dược thảo Bilove 100% từ thảo dược được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA cấp phép lưu hành. Hàng ngàn người bệnh trên toàn quốc tin dùng và hơn 95% trong số đó đã không còn rối loạn tiền đình chỉ trong 30 ngày. Bilora cam kết bạn sẽ hết rối loạn tiền đình chỉ sau một phác đồ với phác đồ điều trị như sau. Cấp độ 1, bệnh dưới 6 tháng với hiện tượng đau đầu, chóng mặt, sử dụng một liệu trình.
cấp độ 2, bệnh từ 6 tới 12 tháng. Có hiện tượng suy giảm trí nhớ, ù tai, hoa mắt, sử dụng hai liệu trình. Và cấp độ 3, bệnh trên 1 năm. Bạn cảm thấy choáng váng, mất thăng bằng, đôi khi ngất xỉu, sử dụng 3 liệu trình. Hãy để lại số điện thoại hoặc gọi ngay vào hotline của Bilora 0909 953 418 hoặc 0962 158 661 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hoặc bạn có thể truy cập website quendyroiloantiendinh.com, youtube.com/BiloraTV hoặc đến địa chỉ dược phẩm Bilora tại số 22 đường 34 phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Chúc bạn luôn vui khỏe. Cùng Bilova, hết rối loạn tiền đình, phục hồi dây thần kinh số 8.